là chương trình được xây dựng bởi thực tiễn khan hiếm nhân lực tại các doanh nghiệp của Đức. Học viên tham gia chương trình sẽ có 3 năm học nghề tại Đức và có việc làm ngay khi tốt nghiệp. Đây là chương trình mà người học sẽ được nhận lương ngay khi bắt đầu học và rất nhiều cơ hội đang đón chờ. Cái chương trình du học nghề của Cộng hòa Liên bang là một cái chương trình rất tuyệt vời. Theo nghĩa là đào tạo giữa lý thuyết và thực hành nó gắn chặt với nhau và nhà trường gắn chặt với doanh nghiệp. Và có một cái tên thường gọi là du học nghề kép. Và đây là cái mô hình đào tạo nghề của Cộng hòa Liên bang Đức được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Và cái đặc trưng nổi trội của nghề kép không những gắn giữa thực hành và lý thuyết, và nó là một cái mô hình đào tạo mà gọi là bảo đảm 100% có việc làm, và thậm chí có việc làm ngay từ khi bắt đầu tham gia vào chương trình học. Phía Đức họ mong muốn nó ở lại làm việc lâu dài, có nghĩa là cơ hội định cư dành cho du học sinh Việt Nam là hoàn toàn rất là tuyệt vời. Điều kiện tham gia chương trình: chỉ cần bạn tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, tuổi từ 18 đến 30, có đủ sức khỏe học tập và làm việc, không mắc bệnh truyền nhiễm. Học đại học ở Việt Nam hay du học nghề sang Đức, cái nào lợi hơn? Phương pháp đào tạo, nếu như ở Việt Nam, bạn chủ yếu học lý thuyết, nhưng nếu du học nghề sang Cộng hòa Liên bang Đức, bạn sẽ học theo phương pháp tập trung đào tạo thực hành. Sau khi tốt nghiệp, bằng cấp của bạn đã là chuẩn châu Âu và có giá trị toàn cầu. Nếu học ở Việt Nam, bạn phải chi trả cả học phí và phí sinh hoạt là 70 triệu đồng, nhân cho 4 năm, bạn mất tổng cộng 280 triệu đồng. Trong khi du học nghề sang Đức, bạn không chỉ được miễn hoàn toàn học phí, mà còn được hưởng mức trợ cấp từ 700 đến 1.200 euro mỗi tháng, tương đương từ 18 đến 30 triệu đồng. Nếu học xong đại học ở Việt Nam, bạn sẽ tự xin việc, trong khi nếu như bạn học nghề tại Đức, bạn có việc làm ngay tại các đơn vị đã tiếp nhận bạn sang học nghề. Mức lương mà bạn nếu may mắn xin được việc tại Việt Nam sau khi ra trường là ở mức từ 6 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Mức lương của bạn tại Đức nằm ở mức 60 đến 90 triệu đồng mỗi tháng. Còn vị thế visa thì sao? Nếu có hộ chiếu Đức, bạn được miễn thị thực tại 161 quốc gia, còn hộ chiếu của bạn ở Việt Nam thì chỉ được miễn thị thực đến 61 nước mà thôi. Vì sao em chọn du học nghề sang Cộng hòa Liên bang Đức? Từ nhỏ ước mơ của mình là trở thành một điều dưỡng viên, nắm bắt được cái cơ hội. Nhìn ở Việt Nam thì việc nghề điều dưỡng viên vẫn chưa được mọi người chú trọng, cơ sở hạ tầng vật chất vẫn không được con người ở Việt Nam quan tâm đến nhiều đến. Sau khi tìm hiểu kỹ và có sự định hướng của gia đình thì mình đã chọn du học nghề điều dưỡng ở Đức. Ở đó thì nhu cầu an sinh xã hội rất là cao, có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị rất là hiện đại. Mình có thể bộc lộ hết khả năng của mình và sau đó có một công việc ổn định để lo cho cuộc sống của mình sau này và gia đình của mình nữa. Mình đã có ước mơ đi du học từ khi mà mình còn học ở trung học phổ thông. Tuy nhiên là khi mà mình tìm hiểu cái chi phí thì mình rất là buồn. Với cái định hướng đi du học nghề ở Cộng hòa Liên bang Đức thì mình rất là vui khi Cộng hòa Liên bang Đức đã đào tạo cái ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Mình hy vọng rằng là với cái cơ hội này thì mình sẽ có thể phát triển sự nghiệp của mình ở châu Âu và đặc biệt là ở Cộng hòa Liên bang Đức.